Với bài hát Trái Tim Lưu Ly này thì đây là một cái bài hát nó rất là nhẹ nhàng, một cái bản phối mà Vân khi mà nghe của nhạc sĩ Nguyễn Thái, nhạc sĩ Phạm Hải Âu ấy, thì Vân cảm thấy rất là thích, tại vì đây là thế mạnh của anh Âu với cái tiếng guitar. Thì khi mà nghe cái bản phối xong ấy, thì Vân suy nghĩ là mình muốn làm cái gì với bài này. Lưu Ly, tại sao là Lưu Ly? Lưu Ly sẽ là cái bông hoa thứ ba trong chuỗi những cái bài hát của Vân. Thì qua cái bài Trái Tim Yêu Thương là hoa đầu tiên, là hoa tulip, xong rồi bài Trái Tim Yếu Đuối là hoa thứ hai, là hoa sakura, và đây là Lully. Thì cái ý nghĩa của hoa Lully đó là một cái tình yêu dây dứt không bao giờ quên, một hoa forget me not, và có rất là nhiều những cái câu chuyện của hoa Lully. Thì lúc đó mình mới muốn thể hiện một cái tinh thần nó khác biệt so với Vân trước đây. Việc mà Vân cắt tóc ngắn thì nó đến từ nhiều cái lý do. Vân cũng đã chia sẻ là lý do là bản thân mình từ trước tới giờ mình rất là muốn cắt, nhưng mà mình chưa có hạ được quyết tâm để Vân cắt. Thì lần này mình hạ quyết tâm để mà mình cắt. Ngoài ra thì cái tinh thần ở trong cái bài hát mình muốn thể hiện đó cũng là Thúy Vân, những gì mà mọi người thấy của Thúy Vân trước đây, một cái phong cách rất là dịu dàng,
dàng nữ tính và bây giờ một phong cách mạnh mẽ hơn thì cũng là Thúy Vân. Thì đó là lý do vì sao mà Vân đã quyết định với cái bài hát thứ ba này, nó phù hợp với lại cái concept nên Vân đã thích. Cái điều mà chị quan tâm ấy là cái chụp trái tim của Thúy Vân khi nào nghe bài hát này, lúc đấy đã có cái tên bài hát chưa hay là Thúy Vân quyết định là sẽ đặt tên bài hát liên quan chụp trái tim? Đây là một cái hành trình song song. Ok, đây là một cái hành trình song song giữa cái việc là mình có bài hát xong rồi mình sẽ lên concept. Ngay từ đầu thì đây là một cái chuỗi dự án rất là dài. Lúc đầu khi mà Vân ra bài Trái Tim Yêu Thương thì mọi người không biết là những cái bài hát tiếp theo như thế nào. Vân cũng không chia sẻ quá nhiều là sẽ có bao nhiêu bài, tại vì Vân muốn là qua từng bài thì mọi người sẽ thấy từng cái concept rõ ràng. Tại sao tất cả những bài hát lại bắt đầu bằng tên là Trái Tim? Tại vì Vân nghĩ đó là một cái cách nó rất là phù hợp để cho chúng ta nói về cảm xúc. Mà bản thân Thúy Vân thì mình rất là thích làm những cái điều mà nó thiên về cảm xúc. Ví dụ như Trái Tim Yêu Thương là một cảm xúc của nữ quyền, Trái Tim Yếu Đuối là một cảm xúc của tình yêu đơn phương. Vậy thì với Trái Tim Lonely sẽ là một cái cảm xúc của một tình yêu mà dây dứt hoài, không có quên được. Thì đó là cái thông điệp chính trong cái bài Trái Tim Lonely. Thật sự thì khi mà mình xác định là mình sẽ theo đuổi con đường âm nhạc, chắc chắn là một người nghệ sĩ ai cũng sẽ có những cái ước mơ và những cái hoài bão. Ví dụ như là khi mà mình làm một người theo đuổi âm nhạc thì luôn luôn mình sẽ muốn là mình sẽ có album hay là mình sẽ có cái concert, và đó là một cái con đường lâu dài mà Vân muốn theo đuổi. Ở thời điểm hiện tại thì Vân chưa có thể công bố được một cái gì đó nó quá chắc chắn, tại vì thật ra mọi người biết làm một cái album á, nó không phải là một cái chuyện đơn giản, nó còn tính theo việc là mình có gặp được cái bài phù hợp hay không, mình có gặp được đúng cái ý tưởng hay không. Bài hát thì có rất là nhiều, nhưng mà bài hát để phù hợp với mình á, thì nó phải là một cái duyên nữa. Cho nên là những cái gì mà nó chưa có chắc chắn á, thì Vân sẽ không có dám khẳng định với mọi người. Nhưng mà chắc chắn là Vân sẽ phải cố gắng rất là nhiều để mà Vân có thể chinh phục và đáp lại cái tình cảm của khán giả dành cho Vân. Mọi người cũng khá là thắc mắc về cái kế hoạch mà sẽ sinh bé thứ hai với cái lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc kia, thì cái kế hoạch cụ thể sẽ như thế nào? Rất là khó khăn. Thật ra thì Vân nghĩ là con cái nó là một cái duyên, cho nên là nếu mà nói là có kế hoạch hay không thì chắc chắn là mình cũng sẽ có những cái mong muốn, ví dụ như là thời điểm nào hay là mình sẽ muốn là có bao nhiêu con chẳng hạn. Nhưng mà Vân nghĩ là nó cũng giống như là việc mà mình làm những cái điều trong cuộc sống, nhiều khi nó sẽ không đúng cái kế hoạch của mình, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là cái thời điểm và cái duyên nó có đúng hay không. Và nếu như mà Vân thì rất là thích em bé, anh Nhật cũng rất là thích em bé, cho nên là trong trường hợp mà cái duyên nó tới thì mình chắc chắn mình cũng sẽ đón nhận cái duyên đó một cách tự hào và có trách nhiệm nhất. Cái câu trả lời khá chung chung vậy thì Vân nghĩ là cái thời điểm nó là phù hợp với mình nhất. Nếu mà có thì Vân sẽ thông báo với mọi người. Chia sẻ một chút về cái cảm xúc của khán giả và quyết định đáp tóc ngắn. Mình nghĩ là ngại khán giả so sánh các bạn trai và hai vợ chồng thì mình sẽ có bên nào. nếu mà có điều đó xảy ra thì có nghĩa là Vân cắt tóc đã thành công rồi, đúng không mọi người? Thật ra Vân nghĩ đây cũng là một cái thông điệp mà Vân muốn mang tới cho mọi người. Không có nghĩa là khi mà chúng ta lấy chồng thì chúng ta phải hạn chế bản thân mình làm một cái điều gì đó. Vân lấy chồng rồi Vân mới bắt đầu ra sản phẩm âm nhạc. Vân lấy chồng rồi Vân mới làm nhiều thứ hơn. Và bây giờ thì Vân lấy chồng rồi thì Vân hạ quyết tâm để mà mình có một cái diện mạo mới. Có thể là nó phù hợp hay chưa phù hợp, nhưng ít nhất là mình làm được cái điều mà mình mong muốn. Cái đó là cái quan trọng. Và cái điều mà hạnh phúc hơn đó chính là những người xung quanh ủng hộ mình. Anh Nhật rất là thích và gia đình cũng kiểu mọi người cũng khá là thích cái diện mạo mới này. Và Vân nghĩ đó là cái điều quan trọng, một cái điều may mắn dành cho không chỉ riêng Vân đâu, mà bất kỳ một người phụ nữ nào á. Vân nghĩ là khi mà chúng ta được những người xung quanh ủng hộ cho những cái quyết định và những cái lựa chọn của chúng ta á, thì đó là một cái điều rất là đáng trân trọng. Chị cho em lấy một câu cuối nhé. Dạ. Đã hỏi Thúy Vân với lại hoa hậu Ngọc Hân ý, có xác nhận là cô dâu của mình này, để qua đây thì em cũng xin chúc cho hai người đều được. Ok. Mình có quan hệ thân thiết như nhà ngoài đời mình không?
Chị Hân thì Vân có gặp qua một vài chương trình, còn Thùy Dung thì Thùy Dung là phù dâu của Vân ở trong đám cưới của Vân và cũng là một người em rất là thân thiết. Đầu tiên là chúc mừng hạnh phúc của hai chị em, chị Hân và em Dung. Và bây giờ kiểu giống như là mình thấy ai mà có gia đình và ai có được cái hạnh phúc sẽ có được một cái người đồng hành cùng với mình, đó là mình cảm thấy vui lắm. Tại vì mình đã ở trong hôn nhân được đến giờ hơn 2 năm rồi và Vân nghĩ đó là một cái hành trình quá là tuyệt vời. Khi mà mình không còn làm mọi thứ một mình nữa mà mình có người ở bên cạnh đồng hành cùng với mình. Cho nên là cái buổi hôn lễ nó chỉ là một cái khởi đầu thôi, nhưng mà cái hành trình sau đó mà mọi người đi cùng với nhau như thế nào nó sẽ quan trọng hơn. Và Vân xin chúc cho các cặp đôi, hai cặp đôi là chị Hân và cùng với em Thùy Dung thì sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn thấu hiểu nhau và cùng nhau đi được đến thật là nhiều những cái cột mốc, những cái chặng đường mới trong cuộc sống của mình. Ok, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất là. Chúng yêu rồi, tình yêu rồi, tình nhỏ em nhận nhau, tình đẹp, tình chuỗi ra chị nhỏ.
cái chuyện điện thoại của mình sẽ ký được im lặng. Cảm ơn các chị rất nhiều. Nhưng mà mang đến một hình tượng mới như vậy thì cảm xúc của chị thấy thế nào khi mà chị nhìn thấy cái hình ảnh của này của bạn? Đầu tiên là mình cảm thấy rất là vui khi mà mình được làm những cái mà mình luôn luôn mong muốn mình làm. Ngay cả cái việc mà Vân đang những cái sản phẩm âm nhạc cũng giống như vậy. Thì mình đã muốn cắt tóc từ rất là lâu rồi nhưng mà chưa có ai có quyết tâm để làm cái điều đó. Thì bây giờ mình làm được cái điều đó thì đầu tiên mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy là kiểu như nó đã khi mà mình làm được cái mình cứ ấp ủ, mình cứ mong muốn là mình làm. Nhưng mà anh tưởng thế nào về cái lát nữa mọi người đến hỏi trực tiếp với ông Vân nói mà anh phản ứng như thế nào thì điều đó nó không công bằng cho anh nhận và anh cũng tự trả lời xem là anh thấy như thế nào thì dạ chắc lát một mọi người sẽ hỏi anh nhận đối với cái sản phẩm mà mình ra mắt trước đó thì mình có đọc cái bình luận của Vân không? Cũng có phần có nhưng mà Vân không đọc hết được tại vì thật ra là từ tháng 7 đến bây giờ thì Vân đang có rất là nhiều những cái dự án khác nhau cho nên là đôi lúc thì mình cũng không có đủ cái thời gian để mà mình đọc hết tất cả những cái bình luận nhưng mà Vân cũng luôn luôn lắng nghe khán giả. Trước những cái ý kiến trái chiều thì mình chuẩn bị cái tâm thế để đón nhận những cái điều đó. Vân nghĩ là cái điều đầu tiên khi mà mình đọc những cái ý kiến đó thì mình giữ cho mình một cái tâm lý bình thản. Bình thản ở đây là khen thì mình cũng không quá vui mà nếu mà chê thì mình cũng không quá buồn. Tại vì thật ra cái sự khen chê của khán giả nó là một cái động lực cho mình và một cái lời phản hồi cho mình. Tuy nhiên nếu như mà mình để những cái điều đó nó ảnh hưởng đến bản thân mình nhiều quá, ví dụ như mà mọi người khen thì mình nghĩ là mình đã tốt rồi, mình không có cải thiện bản thân mình thì cũng không tốt. Nhưng nếu như mà mọi người chê mà mình để cho bản thân của mình chìm vào những cái điều đó nhiều thì mình lại đang đánh mất chính bản thân mình. Cho nên là tất cả mọi thứ Vân đều đón nhận dưới một cái góc độ là mình lắng nghe bằng cái tai, mình cảm được bằng trái tim nhưng mà mình sẽ phân tích và suy luận bằng cái đầu. Đầu tư như hành tráng những dự án của mình như vậy thì cái việc mà chị Vân đi hát có lấy lại vốn cái việc gì? Thật ra Vân nghĩ là nếu mà làm nghệ thuật mà mình nghĩ đến việc mà lời hay là lụa thì rất là khó để mà làm nghệ thuật. Tại vì những cái sản phẩm của mình làm á, có thể là trong trong cái suy nghĩ của mình á, mình bỏ ra bao nhiêu đây, nhưng mà khi mình bắt đầu làm rồi thì mình cứ muốn thêm, nhưng mà mình bắt buộc mình phải đầu tư thôi, tại vì nó là cái ước mơ của mình mà. Cái quan trọng nhất là mình hình dung ở trong đầu mình như thế nào và mình triển khai nó vào thực tế thì nó cần cái sự đầu tư và cái sự tâm huyết mà không chỉ là của bản thân Vân mà còn là cả một ekip, tất cả mọi người đang cùng với Vân. Cho nên là ngay đầu tiên thì Vân không có đặt cái yếu tố là mình phải làm cái này để mình thu lại vốn hay là mình phải có lời hay là như thế nào. Tại vì những cái đó nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố nữa, thiên thời địa lợi nhân hòa, thị trường như thế nào, mọi thứ như thế nào. Nhưng mà cái điều mà Vân hạnh phúc nhất đó là mình làm được cái điều mà mình mong muốn. Nhưng mà nếu mà chị có ngại cái việc mà mình ngỏ ý với ông xã hỗ trợ về mặt tài chính để làm MV không? Khi mà mình kết hôn rồi là tiền của Vân cũng là tiền của anh, thì dù mình có là tiền ai thì cũng đang là tiền của mình bỏ ra. Nên tất nhiên là mọi người thấy cái độ đầu tư của những cái sản phẩm của Vân mà mọi người công nhận cái điều đó là cái điều hạnh phúc. Tại vì trong cuộc sống nhiều khi đâu phải là mình đầu tư là mọi người thấy được là mình đầu tư đâu. Nó còn rất là nhiều những cái ở behind the scene lắm. Nhưng mà khi mà mình làm thì mọi người thấy được cái sự nghiêm túc của mình là cái đó là cái thành công rồi. Và tất nhiên khi mà mình đã có gia đình thì dù mình chi ra một cái khoản nào mình cũng phải cân nhắc dữ lắm, tại vì mình còn có gia đình để mình phải lo, mình có con cái mà. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình cũng phải hạ quyết tâm, tại vì nếu như mà không phải bây giờ thì lúc nào, tại vì bây giờ mình 29 tuổi rồi, năm sau mình sẽ là 30, nó sẽ là một cái cột mốc mà mọi người sẽ phải kỳ vọng vào bản thân của mình cũng nghĩ là sẽ có rất là nhiều thứ mình thay đổi về mặt tâm sinh lý. Cho nên là ở thời điểm hiện tại thì trái tim của Vân nói là mình hãy cứ làm những cái mà mình muốn làm đi, và khi mà mình đã để cho bản thân của mình thoải mái về cái tư tưởng như vậy thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái hành trình trở thành một beauty queen với hành trình trở thành một ca sĩ thì chị thấy con đường nào khó khăn? Con đường nào cũng khó khăn á. Bây giờ ví dụ như mình ngồi mình nghĩ lại á, là beauty queen mình đã đạt được những cái thành công, nhưng những cái thành công đó tính bằng con số gần 10 năm. Để bây giờ mình ngồi lại mình thấy là mình cũng có được những cái thành tựu nhất định, nhưng cái giai đoạn đầu tiên thì như thế nào nó rất là khó khăn. Thì con đường nào cũng vậy hết, khi mà Vân theo đuổi cái con đường này chắc chắn nó cũng sẽ khó khăn, nhưng mà mình phải đi về phía trước, tại vì 10 năm nữa mình nhìn lại mình thấy mình làm được những cái gì, đúng không? Mình phải bắt đầu thì mình mới thấy được cái con đường, chứ nếu như mình ngồi đó mình chỉ nói bây giờ mình đã thành công rồi, mình không có dám thử thách, mình ngại thử thách bản thân mình thì mình sẽ không bao giờ mình tiến về phía trước được. Nhưng mà chị muốn khán giả nhớ đến mình ở hình tượng một á hậu hay là một ca sĩ?
Vân nghĩ là một câu thú vị, và có lẽ là Vân muốn mọi người nhớ đến Vân là Thúy Vân. Cái điều quan trọng nhất á, không phải là mọi người nhớ đến mình là danh xưng gì, mà mọi người cảm thấy như thế nào về mình, mọi người thương, mọi người ủng hộ và mọi người đồng hành cùng với mình. Và đó là những cái gì mà Vân mong muốn. Vân mong muốn dù ở cái vai trò nào, mọi người có thể công nhận hay không công nhận, nhưng cái điều quan trọng nhất á, mà cái điều mà Vân khao khát nhất đó chính là tình thương của khán giả. Khán giả yêu thương, khán giả ủng hộ, khán giả để cho mình làm được cái nghề này, đó là cái điều quan trọng. Yeah. Cảm ơn mọi người. Chắc cũng sắp bắt đầu rồi, với lại có mấy khách mời đang và đồng hành cùng Phạm Thoại, đó chính là Nuno State Team. Qua giữa luôn, không ngỡ lùi xíu. Hôm nay thưa quý vị, có một trên thảm cảm lúc này là TikToker Phạm Thoại cùng với NNC Team. Và Vân vẫn luôn đốt cháy những thảm đỏ sân khấu như những gì mà Phạm Thoại xuất hiện. Là Big B Day. Thưa quý vị, đồng hành cùng với MV Trái Tim Tôi Liên của ca sĩ Phi Vân, với việc MV sẽ tiếp tục được công chiếu vào lúc 16:30 chiều nay. Cảm ơn các chị rất nhiều. Cắt tóc tai mọi thứ là đều làm rất là chỉnh chu. Xin hãy xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng ổn đồng định chỗ ngồi dễ lắm, nhưng mà tình cảm giữa chị em với nhau ấy thì khó có thể có được. Nên thẳng là ngày hôm nay mình đến đây hoàn toàn là mình rất yêu quý chị Thúy Vân, và mình cũng đã từng nói chuyện với chị Thúy Vân một lần, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng mình cảm nhận được là mình cũng gặp chị Thúy Vân ở rất nhiều sự kiện, nhưng mà chị cảm giác chị rất là gần gũi, chị cũng không kiểu ở trong kiểu, một giây gần gũi đồng ngày hôm nay thì rất hy vọng là trong chào mình, mình còn ngạc nhiên, mình còn sốc ấy, thì các anh chị có thể sử dụng điện thoại cá nhân của mình, chúng ta có thể quay lại những thước view trong story trên cá nhân, hoặc là mình có thể sử dụng chính tài khoản cá nhân của mình để livestream về sự ra mắt của MV Trái Tim Lưu Ly của ca sĩ Thúy Vân. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cụ con cháu sang lòng lại đón Tết sang. Mình xin chúc cho tất cả các bạn sắp Tết rồi có một mùa Tết thật là yên bình, thật là thảnh thơi, và đặc biệt hơn là các bạn sẽ có một cái Tết thật là ấm cúng cùng gia đình và tất cả mọi người bên người thân. Chúc Tết năm nay ai được về nhà nha. MV nhưng mà đây là một cái điều mà lúc nãy Vân chia sẻ với mọi người là Vân rất là thích từ lâu, là có được một cái mái tóc ngắn. Thì hôm nay mình hạ quyết tâm để mà mình có thể xuất hiện trước mọi người với một cái look như thế này. Thì hy vọng là mọi người thích một cái phiên bản này của Thúy Vân. Dạ, ngay lúc này đây thì cho em hỏi là mọi người có thích không ạ? Dạ rồi, mình nhận được câu trả lời là chị ha. Xin được cảm ơn ca sĩ Thúy Vân, và chắc là em xin phép được mời chị về vị trí ngồi. Và ngày hôm nay thì chắc là chúng ta cũng rất là vinh dự khi được chào đón rất là nhiều những anh chị em đồng nghiệp cũng như là các đơn vị đại diện truyền thông báo chí và các nhà